Xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ đến cho anh em một số gốc mai trong khu vườn của anh Tâm nè. Ở đây là huyện Đức Tài phải không anh? Thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến cho anh em một số gốc cây. Nói chung thì kênh mình thì thường đăng video vào lúc 18 giờ hàng ngày. Nói chung thì công việc của anh em làm xong rồi, thì anh em chịu anh em có thể tham khảo một số gốc mai. Thì biết đâu thì 1 phút 2 phút anh em xem video á, có một cái mai thích hợp để cho anh em giao lưu thì anh em cũng có thể giao lưu được. Dù mình giá cả ok thì mình cứ giao lưu anh em ơi. Đầu tiên là mình sẽ quay cho anh em gốc số 1 nha, gốc đầu tiên. Gốc này em thấy nó cái tàn nó lớn quá anh. Cái này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Chiều cao ngoài 3 mét anh. 3 mét. Tán rộng phải 7 mét. Dạ, tán rộng phải 7 mét. Cây này bao anh em luôn, chiều cao là không bao giờ dưới 4 mét. Thật sự anh em luôn, rất là cao. Cái mái nhà mà nó cao hơn cái mái nhà này, anh em nghĩ đi. Anh nói chịu hao cho anh em nha, tàn thì đều hết. Cây này là nguyên thủy luôn hả anh? Mình có vô kẽm vô nhôm gì không anh? Không, nguyên thủy luôn. Dạ, mình chỉ gịch tàn ha. Cái bộ tàn cực kỳ đều luôn nè. Để mình quay cho anh em xem nguyên một vòng đi, để anh em có thể tham khảo chi tiết hơn về cái bộ tàn này. Đây, quay cho anh em xem bộ tàn. Cây này từ ngày mà mình đem về đây là khoảng bao nhiêu năm rồi vậy anh? 7 năm rồi. 7 năm rồi ha. Cây này bông mấy cánh vậy anh Tập? 5, 7 cánh, 10 cánh cũng có luôn. Dạ. Cây này thì đế thuộc dạng hàng VIP luôn á anh em, chứ không phải hàng thường. Mình sẽ quay cho anh em xem một lần nữa đi. Rồi đầu mình sẽ vô mình quay cho anh em phía bên trong của cái gốc này. Đây. Phía trong này. Trời ơi cái bộ đế. Phía trong này anh em. Anh em coi cái bộ đế đâu còn gì nữa để mà anh em bàn cãi xấu và đẹp nữa anh em. Nó quá VIP luôn anh em. Và đế đều hết trơn luôn nha em, đều bốn mặt luôn chứ không phải là một bên có một bên không. Mình sẽ cố gắng mình quay từ từ cho anh em một vòng nè, để anh em tham khảo về cái gốc này. Đế này là hồi đó giờ là nó nguyên thủy, là mình đâu có ghép cấy gì hết anh. Không, nguyên thủy đó anh chưa banh ra được đó. Dạ dạ dạ. Đây bên đây có luôn nha anh em. Gọn đầu mình do cái bộ tàn nó hơi hẹp á anh em, thì mình sẽ cố gắng mình chui đi một vòng hết nguyên cái cây mai này cho anh em, để anh em tham khảo chi tiết hơn. Đây. Quá trời cái bộ đế luôn anh em. Đây anh em, quay cho anh em toàn bộ cái bộ đế này anh em, để anh em lên. Cây này cực kỳ lực luôn nha anh em, quá trời luôn. Cái này như là một cốt đi lên luôn phải không anh? Ở bên đây là hai cái cành nó nằm sát cái gốc nha nè. Thường thường mình thấy cái mấy cái cành này sao nó cũng bự ngang cái thân luôn anh. Mà bên này đâu phải thân, cái cài cành đúng không anh? Cái cành chứ. Nhiều khi anh em xem sơ cái anh em xả qua cái anh em nói là nó hai ba thân, thật sự không phải. Đây là cái cành nha anh em. Đế đây. Nó đóng thấp sát muối rễ. Quá trời bộ đế. Đế lực đúng không anh em? Cái cọng đế đó nó lớn hơn gói thuốc của mình hút đó anh em. Đây phía bên trong chân cành của nó đây nè. Đây bên đây mình nhìn thấy nó hơi thưa nhưng thật sự có cái tàn luôn anh em, có cành luôn anh em, đóng lên trên phía trong của cái bộ tàn này anh em. Hồi nãy nó bông là mấy cánh anh? 7-8 cánh nè. Dạ, nguyên cánh luôn. Dạ nguyên thủy anh em, không có uống, không có chỉnh sửa, chỉ gịch tàn nhẹ thôi. Cái này em nhờ anh vô đó thử em cái hoành khoảng nhiêu anh. Đó, anh để tay vô và anh em hình dung được cái bộ đế này. 79. 79, số đẹp luôn anh em. Rồi anh dòng xuống, anh chịu khó anh đo mà em nguyên cái cũ đế lúc ở dưới luôn anh. Nguyên cái bệ ở dưới luôn á. Quá trời cái bệ. Ba trăm không anh? 300 là anh đo lên trên có trên một số đế anh em. Và anh cố tình anh đo luôn là nó khủng hơn nữa. Quá trời cây. Đế khiếp luôn anh em. Cây này ví dụ anh em nào thật sự muốn giao lưu là mình giao lưu với anh em giá khoảng nhiêu chơi được anh Tài? 1 tỷ. 1 tỷ. Có thương thôi, nói chung thì có thương lượng anh em. Ở chung thì anh em nào mà mình chơi mai mới hiểu, đam mê mới hiểu được đam mê anh em ơi. Còn cái giá trị của gốc cây thì người biết giá trị mới hiểu được giá trị gốc mai. Còn ví dụ anh em nào mà không biết được giá trị gốc mai thì dù mà cái giá nó có 1 triệu anh em cũng không mua nữa, đúng không anh em?
người nào mà đam mê hiểu giá trị gốc mai thì cái chuyện cái giá cả thì có thể thương lượng này kia, anh em có thể liên hệ cho dễ. Còn mình không hiểu rồi thì có tặng anh em luôn, anh em có làm biến vấn về nữa. Gọi đầu mời tất cả anh em sang góc tiếp theo nha. Góc tiếp theo anh em. Góc này chiều cao khoảng nhiêu vậy anh? 2m rưỡi. 2m rưỡi. Đường kính màu tàn khoảng nhiêu anh? 3m. Cái này củ đế lực nha anh em, đế quái. Cái này bị bông mấy cánh vậy anh? 7 cánh. Cái này mình đem gì đây lâu chưa vậy dạ anh Tâm? 6 năm rồi. 6 năm hả anh? Cái này cũng đâu vô nhôm vậy anh, nguyên thủy luôn anh. Củ đế này nè, quá lực. Thân thì mớp nha anh em, thân mớp có khía nè. Đây nè, quay anh em xem còn bộ đế đây nè, một vòng nha, đi một vòng nhẹ qua cho anh em tham khảo bộ đế. Củ nở nha nè, đế lực đây. Bên đây thì nó có một đế nha nè, một đế nó đi ra chung thì bên kia mặt tiền. Cây chi cành thì ra lực lưỡng nha anh em. Cái này em nhờ anh vô đo mà em thử cái hoành để anh em tham khảo luôn anh. Nó khoảng nhiêu anh? Thì dễ anh. Đo, anh đo cho mẹ em sát cái củ dưới luôn, sát gốc luôn. Dạ đúng rồi. Nhiêu anh? 88. Rồi anh đo cao nhẹ miếng lên. Rồi đúng rồi chỗ đó đây anh. 60. Rồi anh đo thoát thân luôn anh. Thoát thân từ dưới lên chi cành 1. 50. Rồi anh đo cho em cái cành đó coi nó khoảng bao nhiêu hoành anh, cho anh em hình dung ra luôn. 28. Cái này mình muốn giao lưu với anh em là giá bao nhiêu vậy anh Tâm? 65 triệu. Anh nhắc lại cho anh em là địa chỉ chính xác mình đi anh. Thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Tỉnh Bình Thuận nha. Rồi bắt đầu mình qua góc tiếp theo anh em. Góc này mình vô nhôm lâu chưa anh? Nước 3 rồi anh. Dạ. Cái này cao khoảng nhiêu anh? 3m rưỡi. Còn đường kính anh? Đường kính nó 7m á. Dạ. Nó có cái tàn đổ, tàn bay ra đó anh. Dạ, đây quần tàn anh em. Phần cảnh dưới quay lên cho anh em. Cái này cũng một cốt quay lên anh em. Đế nè anh em. Đế khủng khiếp luôn nha anh em. Đế khá là khủng. Đi quay một vòng cho anh em xem bộ đế đi, rồi anh em hình dung được cái cây này. Đế đều nè, đế quái luôn anh em. Nhìn nguyên con thú luôn anh em. Rồi bắt đầu mình sẽ hỏi ảnh coi cái cây này là nãy nó bao nhiêu cánh anh? 5-7 cánh. 5-7 cánh ha. Cái này em nhờ anh vô đo thử cái hoành luôn với cái củ đế luôn anh, nó đó bao nhiêu anh? Đợi củ đế trước đi. Củ đế trước đi anh ơi. Đế dưới còn nữa phải không anh? Còn. Thấy nè, mày mò ra mày nghĩ còn cả tấc hai tấc nữa. Cắm nhiều lắm. Dạ. Cái này đế thì khỏi bàn cãi rồi. Nhiêu anh? Cỡ khoảng cỡ 2 thước. Cho hai thước đi, 1m9 đi. Dạ. Rồi ra đây nữa là 2m hơn này. Dạ. Rồi anh đo cái hoành anh. Nhiêu anh? Rồi dưới này là 6-7 luôn. Rồi anh đo kéo lên trên chút xíu nữa. Ở đây. Dạ. Kéo đại lên cao đi anh, kéo cái đại lên luôn. Rồi dạ. Đúng rồi. Nhiêu anh? 57. 57. Cây này mình giao lưu với anh em là giá bao nhiêu vậy anh? 300. Có thương lượng hả anh? Có thương lượng. Dạ. Rồi bắt đầu mình mời tất cả anh em sang góc tiếp theo. Góc này đế cũng không thua gì góc bên đây đâu. Tiếp theo nha anh em. Góc này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? 4m. Đường kính bù tàn khoảng nhiêu anh? 3m. Cái này mình vô nhôm lâu chưa vậy anh Tâm? Vô cũng 3 năm rồi. 3 năm. Lần này nữa là thành phẩm rồi. Dạ. Cái này một thân đi lên nha anh em. Quay cho anh em xem lại. Đế thì quá đẹp anh em ơi. Đế đều. Đây, quay một vòng cho anh em xem mùa đế. Đế này chỗ này nè anh em, anh em mô ra còn nữa nha anh em. Mình nhìn đây thì mình thấy cái lớp đất nó ra, thấy cái đế nó lòi lòi lên là mình biết nó còn nữa. Một vòng cho anh em xem nha. Củ nở luôn nè. Đây, vòng mùa đế này. Bắt đầu mình quay cho anh em thêm cái thân nè. Thân lắc lưỡng lên. Cái này mình nói mình đem về đây bao nhiêu năm rồi anh? 8 năm rồi. 8 năm nha. Bông mấy cánh anh? 7-8 cánh. 7-8 cánh luôn nha. Wow, bồ đế. Rồi cái này em nhờ anh vô đây em đo em thử cái bồ đế nó khoảng bao nhiêu anh?
hoành á, hoành thân chứ lộn. Chiều 70. 70. Rồi. Quay cho anh em xa xa nha. Cái này ví dụ anh em nào muốn giao lưu với anh là giá bao nhiêu à? Dạ anh Tâm. 65 triệu. 65 triệu nha anh em. Đây. 65 triệu cho một cái bộ đế đẹp. Đế. Rồi bắt đầu mình mời tất cả anh em sang góc tiếp theo đi. Đây. Góc này nhỏ nhưng mà nó có vỏ anh em. Đây cũng nhất đẳng nè, chứ không có thường đâu. Quay cho anh em xem một vòng của cái bộ đế nha. Wow, đế đều dút cái chân anh nè. Đây, một vòng bộ đế. Ở đầu mình sẽ quay cho anh em lên cái tàn đó. Tàn này mới chuẩn bị tạo lại hả anh? Ờ, anh mới cắt tạo lại. Đây. Cái này cao chắc 1.5 mét không anh? Ờ, 1.5 mét. Còn cái đường kính tàn chắc mình không nói nữa, chừng dài tấc. Đang nuôi tàn mà. Đế nè, nói gì cái đế đi. Cây này có cái đế không à. Đây anh nhờ anh vô nó thử cái củ đế khoảng nhiêu anh. Cây này giống như cái củ sứ. Rồi. 6. Cái này thì nói chung thì mình sẽ đo cho anh em xem cái hoành ở ngay đây đây, chứ giờ cây này không có chỗ hoành, rồi bắt đầu mình đo hoành hai thân luôn. Nhiêu anh? 55, chắc khoảng 50, mình bỏ 5 phân hoành luôn á, là dính cái đó đó. Gọng dây. 36. 36 bên kia anh. Mẹ con mẹ cao nè. Dạ. 29. 29. Wow, bộ đế. Đế hay VIP chút xíu. Cái này mình giao lưu với anh em giá nhiêu nha anh? 55 cho anh. 55 triệu có thương lượng cho anh em. Ưu tiên cho anh em ở khu vực Bình Thuận. Rồi bắt đầu mời tất cả anh em sang góc cuối cùng của giao lưu ngày hôm nay. Và ngày mai ngày mốt thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ một số góc mai cũng đế cũng VIP lắm anh em, cho anh em tham khảo. Thường đăng video vào lúc 18 giờ hàng ngày nha anh em, trên kênh YouTube Cánh Đồng Miền Tây. Góc tiếp theo. Cái này cao khoảng nhiêu vậy anh? 2 mét. Đường kính của cái bộ tàn ngang là khoảng nhiêu anh? 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi. Cái này thì một nhất cốt bài. Một cốt đi lên. Đây, một vòng của bộ đế nha anh em. Cốt đi lên. Cái này em nhờ anh vô đo thử cái hoành đi khoảng nhiêu anh. Để đều. Nhỏ mà nó ra đều hết trơn. 50. Cái này bông bao nhiêu cánh vậy anh? 5 cánh đến 7 cánh. 5 cánh, 7 cánh. Đem gì để lâu chưa anh? 6, 7, 5 rồi. Dạ. Cái này ví dụ anh em thật sự quan tâm giao lưu giá nhiêu anh? 35 triệu có thương lượng luôn ha anh. À. Dạ. Rồi bây giờ mình xin tạm thời kết thúc video tại đây nha. Nói chung thì chúc tất cả anh em của chiều là vui vẻ, hạnh phúc, gia đình, người thân. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Tâm để sở hữu một số mai trong khu vườn của anh. Dạ. Chào tạm biệt tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại.